Thưa quý độc giả, hiện nay tội trộm cắp tài sản xảy ra khá phổ biến, từ việc trộm cắp những tài sản nhỏ hay còn gọi là trộm cắp vặt, cho đến những việc trộm cắp các tài sản có giá trị lớn, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Dù ngành chức năng đã có nhiều những nỗ lực trong công tác phòng chống loại tội phạm này, song trong thực tế vẫn còn xảy ra. Khi bị mất tài sản, người dân thường lúng túng không biết xử trí như thế nào. Thậm chí khi mất của, có người còn suy nghĩ có nên trình báo đến cơ quan công an hay của mất rồi trình báo công an làm chi cho rắc rối thêm. Chương trình Pháp luật với đời sống trên báo Tây Ninh Online hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả với chủ đề Phòng chống tội trộm cắp tài sản. Kính thưa quý độc giả, chương trình hôm nay được thực hiện với sự tham gia của luật sư Lê Trang Bảo Yến đến từ Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh. Xin cảm ơn luật sư Bảo Yến đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC Nhật Minh, xin chào quý độc giả báo Tây Ninh Online. Trước tiên xin mời luật sư Bảo Yến cũng như kính mời quý vị độc giả sẽ cùng theo dõi clip ngắn do phóng viên báo Tây Ninh thực hiện liên quan đến chủ đề này. Vào lúc 3 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2020, tại ấp Phước Tân, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp Công an xã Phước Ninh bắt quả tang hai đối tượng Dương và Thái đang chở một cây mai vàng vừa lấy trộm của một người dân ngụ ấp Phước An, xã Phước Ninh đang trên đường đưa đi tiêu thụ. Tại cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và khai nhận trước đây cùng đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc đã thực hiện trên 10 vụ trộm cây mai trên địa bàn huyện Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh. Công an huyện Dương Minh Châu tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc. Gần đây nhất, tại khu vực vườn Mãng Cầu thuộc khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, không có việc làm ổn định nhưng lại muốn có tiền tiêu xài. Vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 3 tháng 3 năm 2021, đối tượng Nguyễn Đắc Tý, 30 tuổi, ngụ ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, chuẩn bị sẵn một cây đoạn dùng để bẻ khóa xe. Sau đó, đối tượng lang thang xung quanh khu vực vườn Mãng Cầu ở phường Ninh Sơn, phát hiện một chiếc xe máy quay dựng trong vườn Mãng Cầu, không có người trông coi, nên Tý ra tay trộm cắp. Khi Tý đang tìm đường tẩu thoát thì bị công an thành phố Tây Ninh bắt quả tang cùng tang vật. Đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù từ năm 2018. Trên đây chỉ là một vài vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thực tế, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng không tốt đến an ninh trật tự ở địa phương. Thủ đoạn của các đối tượng không mới, vẫn là lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ sở hữu để tăng cường hoạt động. Trong khi đó, vẫn còn nhiều người lơ là, chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của chính mình, tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm có cơ hội thực hiện hành vi. Để chủ động đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng Công an Tây Ninh tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Công an các đơn vị nghiệp vụ chủ động tăng cường các biện pháp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bắt giữ nhiều vụ, nhiều đối tượng về tội phạm trộm cắp tài sản. Thiết nghĩ, mỗi người, mỗi nhà cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng, tự bảo vệ tài sản của mình như gửi xe vào những điểm trông coi, kiểm tra khóa cửa nhà trước khi đi ngủ. Khi đi vắng, phải nhờ người trông coi. Thường xuyên cảnh giác, theo dõi, chủ động phát hiện kịp thời những người có biểu hiện nghi vấn, cũng như thông tin liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản. Thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Giữ gìn an ninh trật tự là trách nhiệm của mọi người. Do vậy, mọi người đều cần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của mình. Chỉ có như vậy thì tội phạm trộm cắp tài sản mới không có đất để hoạt động. Thưa luật sư, hành vi phạm tội liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, pháp luật hiện nay có điều chỉnh hành vi này như thế nào? Mong luật sư hãy cùng chia sẻ. Cảm ơn MC Nhật Minh. Thưa quý độc giả báo Tây Ninh Online, tội phạm liên quan quyền sở hữu theo Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 có một số tội danh như cướp tài sản, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an cho thấy một số vụ trộm cắp tài sản vẫn luôn chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng số vụ phạm pháp hình sự. Xin cảm ơn những thông tin mà luật sư vừa chia sẻ. Thưa luật sư, như vậy thì quy định của pháp luật điều chỉnh đối với hành vi trộm cắp tài sản này như thế nào? Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, tội trộm cắp tài sản quy định như sau. Khoản 1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Điểm A. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm. Điểm B. Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Điểm C. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Điểm D. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. Điểm D. Tài sản là di vật, cổ vật. So với quy định tại Điều 138 Bộ Luật Hình sự năm 1999, hình phạt quy định trong Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 không có nhiều thay đổi ngoài việc bỏ hình phạt tù chung thân tại khoản 4 của điều luật. Theo đó, Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định 4 khung hình phạt. Khung cơ bản quy định mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Khung tăng nặng thứ hai có mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khung tăng nặng thứ ba có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Hình phạt bổ sung cho tội này là phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng. Mặc dù bỏ hình phạt tù chung thân nhưng vẫn giữ được tính nghiêm minh, đảm bảo được tính chế tài. Những sửa đổi bổ sung của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội trộm cắp tài sản là rất quan trọng, góp phần khắc phục những hạn chế bất cập của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Xin cảm ơn những thông tin mà luật sư vừa chia sẻ cùng với chương trình. Kính thưa luật sư, người dân cần làm gì nếu rơi vào hoàn cảnh bị hại của vụ án trộm cắp tài sản trên? Nếu rơi vào hoàn cảnh trên, thì người dân có quyền tố giác tội phạm theo khoản 1 Điều 144 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự 2015. Khoản 1 tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền. Khoản 1 Điều 145 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự quy định về trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố quy định. 1. Mọi tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, không được từ chối tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Công an phường, thị trấn, đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác tin báo về tội phạm, kèm theo tài liệu đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền theo khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự 2015. Xin cảm ơn những thông tin của luật sư. Kính thưa luật sư, thông thường khi trộm được tài sản, đối tượng phạm tội sẽ mang tài sản đó đi bán để lấy tiền tiêu xài hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân. Như vậy thì người tiếp tay để tiêu thụ tài sản sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật, thưa luật sư? Cảm ơn MC Nhật Minh. Theo quy định tại Điều 323 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017, thì khoản 1,
Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội khoản 2, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Điểm A, có tổ chức. Điểm B, có tính chất chuyên nghiệp. Điểm C, tài sản vật phạm pháp trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Điểm D, thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. Điểm D, tái phạm nguy hiểm. Khoản 3, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 10 năm. Điểm A, tài sản vật phạm pháp trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Điểm B, thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Khoản 4, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Điểm A, tài sản vật phạm pháp trị giá 1 tỷ đồng trở lên. Điểm B, thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên. Khoản 5, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Xin cảm ơn luật sư. Như vậy thì xin luật sư hãy cho biết làm thế nào để công tác phòng chống loại tội phạm trộm cắp tài sản có hiệu quả? Để hạn chế và loại trừ tội phạm trộm cắp, cướp giật rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an có vai trò trách nhiệm rất lớn. Theo cá nhân tôi thì ngành chức năng cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý cư trú, việc quản lý, giám sát người có hộ khẩu ở nơi khác đến, cư trú trên địa bàn là việc làm quan trọng, góp phần đáng kể trong việc phòng ngừa tội phạm phát sinh. Cũng cần lưu ý, trong công tác quản lý địa bàn, chính quyền, đoàn thể, công an cần bám sát địa bàn. Khi phát hiện gia đình, cá nhân có suy nghĩ lệch lạc, có nguy cơ phạm tội thì cần chủ động hoặc phối hợp với cơ quan liên quan để có giải pháp vận động, tuyên truyền pháp luật, ngăn chặn ngay từ đầu. Và để kéo giảm tội phạm xâm phạm sở hữu về tài sản, yếu tố gia đình cũng là rất quan trọng. Không ai có thể quản lý giáo dục con em sâu sắc bằng chính phụ huynh, cha mẹ, ông bà trong gia đình. Nếu gia đình có ý thức sống tốt, chăm lo giáo dục tốt thì nguy cơ phạm tội sẽ đáng kể. Gia đình, những người có con em, người thân có dấu hiệu phạm tội hay đã phạm tội cần mạnh dạn phát giác, thông báo, phối hợp với chính quyền, ngành chức năng trong công tác xử lý, khắc phục. Xin cảm ơn những thông tin mà luật sư vừa chia sẻ. Kính thưa quý độc giả, luật sư Lê Trang Bảo Yến đến từ đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh vừa trao đổi với chúng ta một số nội dung liên quan đến chủ đề phòng chống tội trộm cắp tài sản. Thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng những nội dung mà luật sư vừa trao đổi sẽ giúp cho quý độc giả của Báo Tin Online có thêm những thông tin hữu ích liên quan đến các quy định của pháp luật về tội trộm cắp tài sản. Qua đó sẽ góp phần nâng cao cảnh giác, cùng chung tay chống tội trộm cắp tài sản. Chương trình Pháp luật với đời sống do Báo Tin Ninh Online thực hiện xin phép được khép lại tại đây. Chúng tôi mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của quý độc giả về với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.